Nguyên Đức Phật có ba thân, pháp thân, báo hóa thân, báo thân là có thật và đúng chất pháp không sư. Ờ, theo Phật giáo Nguyên Thủy ấy đó, thì không có nhắc đến ba cái thân này. Đây là một khái niệm mà sau này được người đời sau sáng tác ra để phục vụ cho cái khuyên hướng và cái mục đích. À, truyền bá giáo lý của họ à, có thể mới ban đầu á những cái sự suy luận này nó gần với chánh pháp nhưng mà về sau á những con người về sau thì có thể họ suy diễn càng lúc càng xa chúng ta nên hiểu rằng khi Phật giáo phát triển là một cái nền à, Phật học mà bao hàm những cái biểu tượng rất nhiều những biểu tượng ví dụ như biểu tượng à, bồ tát văn thù là sự hình tượng hóa là biểu tượng cho cái lòng tinh tấn dũng à, mạnh đấy rồi à, bồ tát à... văn thù à, không phải phổ hiền phổ hiền À, Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng cho lòng tinh tấn dũng mãnh. À, thành ra có, có cái uh, hình tượng là cưỡi con voi. Rồi uh, Bồ Tát uh, Văn Thù là biểu tượng cho cái trí tuệ uh, bằng cái hình tượng là cầm thanh gươm, ngồi con sư tử, uh, biểu uh, và Quan Âm là biểu tượng là biểu tượng của tứ vô lượng tâm. Đấy, chúng ta nên hiểu rằng đó là thế giới của những cái biểu tượng và cái mục đích đó của Phật giáo phát triển là nhằm mục đích chỉ cái ý nghĩa đằng sau cái biểu tượng đó. À, cũng vậy đó, à, sư ngờ rằng ba cái hóa thân À, ba tam thân hình tượng tam thân của phật ấy, à, là một biểu tượng là một biểu tượng à, cho cái thời kỳ đầu à, những vị mà đưa ra cái hình tượng này có ý của các vị đó chứ mày không có à, nhưng mà theo thời gian thì nhiều người Nó lệch đi ví dụ như cái cái cái, cái suy nghĩ phổ biến ấy. Đó là gì? Cái uh, pháp thân Là cái tánh không à, Pháp thân là cái tánh không à, Nhưng mà cái tánh không Mà họ hiểu đó, Nó là một cái thể Một cái thể Phật tánh Một cái thể Phật tánh Mà nó thường hằng Nó bất biến Thì uh, Nó lại đi vào trong cái thường kiến Một cái thường kiến uh, Nó không có nên nó hiểu lệch về cái ý nghĩa Trong khi đó nếu như mà mình hiểu ừ, Cái à, pháp thân á Tức là gì Cái thể, cái bản thể của pháp Cái bản thể của cái pháp Mà đưa đến con đường giác ngộ à, Cái sự thật nó là, nó là cái sự thật Bất di bất dịch Sự thật về khổ à, Nguyên nhân của khổ à, Sự chấm dứt khổ Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ thì khi nếu mà mình hiểu cái pháp thân theo ý nghĩa đó đó theo cái nghĩa đó là cái sự thật rốt ráo à dù cho có phật ra đời hay không có phật ra đời thì cái sự thật rốt ráo đó nó vẫn tồn tại thì hiểu như vậy thì quá tốt rồi chỉ sợ là người ta hiểu thành là à, nó có một cái phật tánh nó có một cái phật tánh thường hằng bất biến à, và nó luôn luôn ở trong mình mỗi mỗi người trong mình là mình đã có một cái rồi À, giống giống như là một cái viên ngọc tự nó sâu sáng rồi, Đây. thì đó là mình đi hiểu lệch, rồi à, cái cái gì, cái cái báo thân, báo thân à, người ta hiểu thành cái à, là một cái một vị Phật mà vị đó hưởng những cái phước báo. À, do cái quả lành mà vị đó đã tạo Nhưng mà Chúng sanh ấy, Phạm Phu Họ không hiểu được một chuyện Đó là Đức Phật ấy, Là một vị đã giác ngộ Và Ngài đã vượt qua khỏi thiện và bất thiện Ngài không có gì để Ngài luyến tiếc Đối với những cái quả thiện mà Ngài đã làm cho nên Ngài không hề có cái mong cầu là ta sẽ hưởng những cái quả báo này. Nhưng mà những chúng sanh phàm phu khi mà họ mong cầu đi đến con đường giác ngộ thì họ nghĩ uổng quá, uổng quá. Đức Phật Ngài đã tạo vô lượng công đức, Đức Phật Ngài đã tạo vô lượng công đức mà bây giờ đức Ngài chỉ có trụ thế mấy mươi năm và Ngài Niết Bàn thì bao nhiêu những cái phước thiện đó ngài không có hưởng được thì uổng quá à, rồi những cái chúng sanh khác á, khi mà nghĩ về con đường thành đạo chánh đẳng giác họ nghĩ rằng mình tạo cho cả đống phước như vậy cả đống công đức như vậy để rồi mình bỏ lại mình không có hưởng thì mình làm mà mình không được hưởng thì chúng sanh ở đời sau á, thì họ có còn cái sự tinh tấn còn cái động lực còn cái sự khuyến khích để mà họ nỗ lực đi theo con đường thành tránh đẳng giác hay không đấy nếu như mà mình nói với họ đó là anh làm phước cho đã đi anh làm thiện cho đã đi anh bỏ cả tánh mạng anh vô số kiếp để rồi anh bỏ hết anh không, anh không có hưởng những cái phước báo đó nữa thì có nhiều chúng sanh họ sẽ nản nói giống như uh, kêu quý vị uh, đi học Uh, đi học cho đã, ha. bao nhiêu năm đại học, bao nhiêu năm tiến sĩ, uh, bao nhiêu rồi học cho rất là nhiều, đi làm cực lực, đi làm còng lưng ra, để rồi chết, không có hưởng được một cái ngày toàn bộ tài sản mà mình để lại, mình làm cho cả đóng tiền đó, đó, để cho đứa khác nó hưởng. Hỏi quý vị có cam tâm không? Mình làm cả đời, học cả đời, khổ một đời mình chưa hưởng được bao nhiêu hết trơn á, chưa hưởng được bao nhiêu hết trơn á thì để lại tài sản hết rồi mình chết hỏi gì có cam tâm không? Thì nhiều người họ hành con đường Bồ Tát đạo cũng vậy, họ nghĩ rằng đó mình tạo cho cả đống phước rồi mình niết bàn thì không có cam tâm. Chính bởi vì như vậy họ mới suy nghĩ ra cái cái báo thân một trong số những mục đích đó, đó là để khuyến khích những con đường người mà nỗ lực hành con đường đi theo trên đẳng giác để giống như là dụ dỗ à, khuyến khích dỗ ngọt như là cứ cứ tu đi cứ thực hành bồ tát đạo đi yên chí là cái phước không có mất đâu ha à, phước không có mất sau này thành phật hưởng hết hưởng hết những mấy cái phước đó à, nó cũng giống như là dụ nít ấy. dụ nít lấy kẹo dỗ ngọt ấy. À, học đi ha học đi học xong bài đó rồi cho ăn kẹo thí dụ như vậy rồi cái cái hóa thân thì cũng nó là một cái biểu tượng nó là một biểu tượng biểu tượng như thế nào biểu tượng để cho thấy là cái khả năng của một vị chánh đẳng giác ngài có thể xuất hiện ở vô số không gian ngài có thể xuất hiện ở bất cứ đâu để ngài uh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ trong một cái đoạn chú giải của uh, kinh đại bác niết bàn có nhắc đến như thế này nè, đó là ở những nơi nào mà chúng sanh ấy, sẵn sàng uh, nghe chánh pháp nhưng mà không có sẵn sàng nhìn thấy đức phật thì đức phật ấy, có thể khiến cho chúng sanh đó nghe được chánh pháp nhưng mà không có nhìn thấy ngài có những nơi mà chúng sanh sẵn sàng nghe chánh pháp chỉ khi nào mà cái người nói về chánh pháp trong một cái hình tướng nào đó thì đức thế tôn sẽ thuyết chánh pháp khi đức thế tôn ở trong cái hình tướng đó ví dụ như cái người những cái chúng sanh đó họ chỉ sẵn sàng nghe chánh pháp khi cái người thuyết là một người có râu tóc, một người có râu tóc và tuổi già và sống một đời khổ hạnh, có một cái gậy chống ở trên tay và thậm chí là không có một cái bộ y nào ở trên người. Thì Đức Phật cũng sẽ xuất hiện với cái hình dáng như mong muốn của họ vì mục đích là để cho chúng sanh đó nghe được chánh pháp thì đó từ một cái đoạn chú giải đó sư ngờ rằng à, phật giáo phát triển à, đã hình tượng hóa nó lên thành một cái vai trò là hóa thân để thấy rằng đó, đức phật có thể xuất hiện với bất kỳ một cái hình tướng nào để đức phật giáo hóa chúng sanh Đây thì chúng ta nên hiểu rằng uh, phật giáo phát triển là một thế giới của những biểu tượng uh, và muốn nghiên cứu cái phật giáo phát triển ấy, thì mình phải có cái khả năng là đọc được cái ý nghĩa đằng sau cái biểu tượng đó còn nếu như mà mình chỉ uh, đọc ở trên cái bề mặt nổi đó uh, thì nó cũng giống như là kinh kim Cang của phật giáo phát triển vậy nó là gì À, như hữu nhân à, lấy sắc kiến ngã lấy văn cầu ngã à, thì à, thì đó, nhân nó hành đạo tà bất năng thấy như lai đại loại là đối với người á mà lấy sắc thấy ta lấy âm thanh để mà nghe ta thì người đó hành theo đạo tà và không thể thấy được cái bản thể như lai tức là nghiên cứu Phật giáo phát triển thì phải có khả năng nhìn thấu được nhìn thấu được nhìn qua được cái biểu tượng cái hàng rào biểu tượng để thấy được ý nghĩa ở đằng sau à, nó cũng là một phần lý do mà từ um, có khuynh hướng uh, theo Phật giáo Nguyên Thủy bởi vì sao đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó mình không cần phải những cái biểu tượng như vậy uh, bởi vì cái biểu tượng đó, vào một cái giai đoạn nào đó trong lịch sử thì nó có thể nó có tác dụng và nó có thể rất là hay ờ, nhưng mà với cá nhân sư thì sư thấy nó giống như là mình phủ thêm một cái lớp xương mờ lên trên chánh pháp cái lớp xương mờ đó đó nó có thể bảy sắc cầu vòng nó có thể rất là đẹp nó có thể rất là hấp dẫn nhưng đồng thời nó cũng che đi cặp mắt của những người mong thấy được sự thật họ phải thay vì họ được nhìn thẳng vào trong lời dạy của thế tôn hiểu được lời dạy của thế tôn thì họ phải bỏ công bỏ sức để họ vạch cái lớp xuyên mờ đó ra họ mới có khả năng họ nhìn thấy đương nhiên cái gì nó cũng có hai mặt hai mặt lợi và mặt hại bằng chứng là phật giáo nguyên thủy do nó quá rõ ràng nó mình gọi là nó trùi lũi trùi lũi như vậy đó Thành ra với nhiều người họ không dám nhìn thẳng vào chánh pháp. Họ chịu không nổi. Cái cách sinh hoạt nguyên thủy của Tăng Đoàn, họ chịu không nổi. Cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, họ chịu không nổi. Và họ muốn một cái gì đó nó phải mờ ảo, nó phải có bảy sắc cầu vòng. Thì họ sẽ dễ chịu hơn. Cho nên cái gì nó cũng có hai mặt. ha